Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show. Và thưa quý vị, và sau hơn 70 năm cầm quyền ở miền Bắc và gần 50 năm cầm quyền ở cả nước, thì chế độ Cộng sản Việt Nam hiện đang nguyên trạng một chế độ độc tài và độc đảng. Và hơn thế nữa, cái chế độ này nó hóa ra chỉ là một tập hợp của băng đảng cấp quốc gia, sử dụng những người công an, quân đội không phải để giữ nước an dân nhưng mà để đàn áp người dân một cách có hệ thống. Và thưa quý vị, vừa trong cái vụ việc Cộng sản Việt Nam đã bắt giam ba người trong gia đình bà Cấn Thị Thêu, một gia đình thuần nông ở Dương Nội, cũng vì tranh đấu cho những người dân oan bị mất đất và đã bị bắt giam từ năm 2014. Và mới đây thì trong cái vụ việc tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư bị đánh đập trong nhà tù, đây là một vấn đề mà ông Phil Robertson, ông là phó giám đốc của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch ở khu vực châu Á, đã lên tiếng vào ngày hôm 22 tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị, hôm nay chương trình The Kim Nhung Show chúng tôi kính mời thân phụ của anh Trịnh Bá Tư để có thể trình bày cho chúng ta về vụ việc này, để nhằm cho quý khán giả có thể nắm rõ được cái sự bất công cũng như là thực tế của người dân Việt Nam cũng đã phải chịu bởi những cái sự hà khắc ra sao dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào ông Trịnh Bá Kim. Lời đầu tiên thì Kim Nhung xin được cảm ơn ông cũng đã dành thời gian quý báu cho chương trình The Kim Nhung Show. Và mời ông gửi lời chào quý khán giả trước khi chúng ta bước vào câu chuyện. Vâng, xin chào các khán giả của đài SBTN và xin chào chị Nguyễn Nhung. Tôi là Trịnh Bá Khiêm. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông và thưa với ông. Vào năm 2010 thì chính quyền ở địa phương ở tại Dương Nội, Hà Nội cũng đã cưỡng chế đất đai của người dân và đã khiến cho hàng trăm người dân cũng đã phẫn nộ và xuống đường biểu tình. Trong cái việc mà họ đây là Cộng sản Việt Nam đã san phẳng vườn tược cũng như là đất đai của người dân Dương Nội. Đây là một cái vụ mà trở thành một trong những cái vụ điển hình về chính sách thu hồi đất đai gây ra nhiều cái sự hệ lụy trong đời sống của người dân. Và trong cái thời gian khiếu kiện thì người dân nhiều người cũng đã bị bắt, và điển hình như là riêng trong gia đình ông cũng đã bị bắt giữ tới ba người, đó là bà Cấn Thị Thêu, là bà vợ của ông, cũng như là hai cháu là Trịnh Bá Tư cũng như là Trịnh Bá Phương. Và ngay cả ông cũng đã hơn một lần vào tù từ năm 2014. Thì thưa với ông, để khán giả tiện việc theo dõi thì ông có thể tổng quát về nguyên nhân những cái vụ bắt giữ rất là phi pháp này. Từ năm 20, chế độ Cộng sản đã bắt gia đình nhà tôi ba người, gồm vợ tôi và con trai tôi Trịnh Bá Phương và con út là Trịnh Bá Tư, vì theo điều 117, một cái điều rất là vô căn cứ và vô lý, và rất là mơ hồ. Cộng sản dùng cái điều đó thì Cộng sản bắt bất kể ai mà không vừa mắt với bọn Cộng sản. Rồi, trong khi mà bắt người gia đình nhà tôi, nhưng mà chính Cộng sản nó không thực hiện theo cái luật do bọn Cộng sản nó vẽ ra, thì công an cũng Cộng sản, điều tra Cộng sản, tòa án Cộng sản, kiểm sát truy tố cũng là Cộng sản, cũng đều là một cái lũ Cộng sản hết. Mà cái quân đi cướp bóc rồi đàn áp dân cũng đều là Cộng sản hết. Và chúng như quốc hội của Cộng sản, chúng ra điều luật mà chính bọn Cộng sản nó thực thi mà nó cũng không theo. Như là cái quyền của con người, mà khi mà người mà bất đồng chính kiến tù chính trị đấy mà bị vào là bắt vào trại giam, là chúng có cái điều luật là không cho gặp luật sư, đến khi mà điều tra xong thì phải cho gặp luật sư. Và khi mà ra tòa và xử sơ thẩm và phúc thẩm xong thì chúng mới cho gặp người nhà, người gia đình của những người bị tù được là nạn nhân của Cộng sản đấy. Nhưng mà chúng ra những cái điều luật vô lý như vậy để đàn áp những người bị bắt. Trong cái thời gian mà điều tra là chúng muốn hành hạ, tra tấn, ngược đãi và đàn áp
đủ kiểu thì bên ngoài cũng không ai biết được, kể cả luật sư cũng không biết được. Mà khi mà luật sư vào gặp, nhưng mà luật sư cũng không dám đưa thông tin của thân chủ của luật sư ra bên ngoài. Chẳng hạn như là cái trường hợp của Trịnh Ba Phương là bị bốn viên điều tra an ninh của Cộng sản đánh đập tra tấn để bắt Trịnh Bá Phương mở khóa điện thoại. Thế nhưng mà khi mà luật sư vào cũng không dám đưa thông tin đó ra, đến khi mà Trịnh Bá Phương phải tố cáo bị Cộng sản đánh trước tòa thì bên ngoài mới biết được về cái thông tin là Trịnh Bá Phương bị đánh. Còn Trịnh Bá Tư thì bị đánh đến mức sưng thận, rồi đến lúc Trịnh Bá Tư tuyệt thực 20 ngày, xong do mà có cái đường liên lạc bí mật gửi được thông tin ra ngoài thì bên ngoài mới biết, chứ còn vẫn trong cái thời hạn điều tra là Cộng sản vẫn bưng bít mọi tin tức và luật sư cũng không được gặp. Và cái trường hợp như là ở trại tạm giam của tỉnh Hòa Bình là bắt giam những tù nhân nói chung, và cả Trịnh Bá Tư và cả vợ tôi là vẫn thì theo là giam giữ, buồng giam thì không có quạt mà buồng thiết kế cho độ hai người, có hai chỗ bục nằm giữa là lối đi, nhưng mà thường là Cộng sản trước tôi ở tù năm 14, Cộng sản thường là giam 3 đến 5 người. Tôi thấy là ở vợ tôi nói là ở trại tạm giam Hòa Bình là giam đến 6 người, 7 người. Trời thì bên ngoài cứ nóng độ 39, 40 độ, nhưng mà trong buồng giam thì nóng hơn là vào tầm gần 10 độ. Mà còn thiếu cả không khí để thở. Cái chế độ Cộng sản tàn ác dã man. Vâng, thưa, vào ngày 24 tháng 12 thì tòa án tỉnh Hòa Bình cũng đã tuyên án sơ thẩm với mức án hình phạt 8 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với dân oan Cấn Thị Thêu và con trai đó là Trịnh Bá Tư. Cái tình trạng mà như ông đang trình bày mới đây là Trịnh Bá Tư bị đánh đập cũng như là ngược đãi ở trong trại giam. Và thưa với ông, trong những cái lần mà ông đi thăm con thì ông có được trao đổi cũng như là nói chuyện với em Tư hay là có đủ thời gian cho cái cuộc thăm nuôi hay không? Và hiện trạng mới đây thì em Tư đã bị đánh đập và ngược đãi như thế nào? Kính mời ông có thể trình bày. Mọi khi tôi vẫn đến thăm Trịnh Bá Tư ở trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, thuộc Cục C10 Bộ Công an. Trường hợp của Trịnh Bá Tư là ở trong một khu gọi là Tổ A, K1, trại giam số 6, ở cùng với một số người. Mà tuy là Trịnh Bá Tư không được phép thông tin ra bên ngoài là ở trong buồng giam, là tổ đấy là những ai, mà tôi liên hệ với những người ở thân ở cho bên ngoài thì tôi biết là giam giữ cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Đỗ Công Đương. Thì trước đó thì vào thăm thì Tư thì ở trong trại giam thì vẫn rất là bình thường, cũng chỉ có mỗi là bị Cộng sản đánh hạnh kiểm bét nhất vì không lý do là không nhận tội, còn thì vẫn bình thường thôi. Thăm gặp mỗi tháng một lần, mà từ khi hết dịch là mỗi tháng một lần, mà mỗi lần mà thăm gặp thì được một nói chuyện một tiếng thì cũng đủ thời gian. Nhưng mà ngày 20 tháng 9 tôi đến gặp thì trước tiên là quản giáo cai ngục là thông báo với tôi là chỉ nói việc trong gia đình, nếu nói ngoài cái vấn đề gia đình ra là sẽ dừng buổi thăm gặp. Khi con tôi Trịnh Bá Tư ra ngồi nói chuyện, tôi hỏi các thông tin trước thì Trịnh Bá Tư cũng đưa hết những cái thông tin đơn giản ra trước, như là bị trại giam là làm việc 4 hay là 6 tiếng tôi không nhớ rõ tầm đấy,
với lại bị kỷ luật, thì tôi cũng đi tù rồi. Tôi biết, tôi hỏi tư là thế thì có trại kỷ luật 7 ngày, có trại kỷ luật là 10 ngày, thì ở đây kỷ luật bao nhiêu ngày? Tư bảo là kỷ luật 10 ngày. Tôi hỏi có bị phù chân hay không, thế tư bảo là có bị phù chân. Thì trước đó thì trại giam nói với tôi là tư bị kỷ luật, và vì cái lý do là viết đơn vu cáo. Thế tôi cũng không biết được, trại không nói được cái tôi là cái thông tin về cái lá đơn đó như thế nào, và tư cũng không nói về thông tin cái lá đơn gửi như thế nào. Tôi cũng không biết được lá đơn đó như thế nào. Nhưng mà sau đó thì khoảng phút thứ 40 thì tư nói là bố ơi con bị đánh. Sau đó là bốn viên cai ngục là ầm ĩ lên vào đây. Tư ra khỏi buồng thăm gặp, và khi tư đứng lên tư còn nói một câu gì to nhưng mà ầm ĩ quá tôi không nghe rõ được. Sau đó là đẩy tư đi và làm biên bản với tôi. Biên bản là tư là vu cáo là trại giam đánh tư và bắt tôi ký. Tôi bảo các anh làm hai bản, và tôi viết cái mấy dòng lưu ý của tôi xong rồi tôi mới ký. Mà phải tôi một bản, các anh một bản, không nếu mà các anh làm có một bản thì không biết các anh làm gì về cái bản này. Sau đó các viên cai ngục là không làm hai bản, và lấy lý do không có người đưa tôi ra khỏi trại lưu giữ tôi 30 phút. Và đó là tư bị làm việc và bị đánh chứ không phải là ngược đãi. Ngược đãi là thường là như trong trại giam là chỗ buồng giam nước nó vôi nóng thế nào thì mới gọi là ngược đãi, còn đây là tư là bị đánh chỉ vì một lý do là trại giam nói là vu cáo. Nhưng theo tôi thì là tư đã làm đơn tố cáo, chỉ vì một lý do tư làm đơn tố cáo mà cai ngục trại giam số 6 đánh tư và làm việc với tư hơn một 4 đến 6 tiếng. Và tư cũng thông báo với tôi là hôm đó là hôm 20, thì tư thông báo là hôm bị làm trại giam làm việc với lại đánh là hôm mùng 6 tháng 9. Và hôm đó là hôm 20 thì tư nói với tôi là con đã tuyệt thực 14 ngày rồi. Thì trong mùng 6 đến 16 thì trại giam đã cùm chân tư theo cái lệnh kỷ luật là 10 ngày. Và trong 10 ngày đấy thì tư cũng không ăn gì cả. Và sau 10 ngày là 16 và đến ngày 20 là cũng không ăn gì cả, là tức là 14 ngày không ăn. Thì tư cũng không nói cho tôi được biết là ngày nào tuyệt thực. Thì là chỉ vì một cái đơn tố cáo mà trại giam lại làm việc thay thay các cái cơ quan điều tra, thay cả tòa án là đánh đập luôn. Bình thường theo luật khiếu nại tố cáo của Việt Nam là theo luật đấy thì sẽ có các cơ quan điều tra và đưa ra tòa xét, nếu mà người ấy thì đưa ra tòa xử xem là có đúng hay sai không thì mới được thi hành vấn đề gì đó. Mà đây trại giam là đánh đập luôn, đấy là chính trại giam vi phạm cái luật của bọn của quốc hội của bọn cộng sản nó đặt ra. Thì theo tôi, như tôi nhận định là tại sao mọi mọi khi thì mới lần trước tháng 8 tôi đến thăm lần tư là vẫn rất là hồng hào khỏe mạnh, bảo ở trong trại này ổn vui lắm, thế mà sang tháng 9 là bị như thế. Theo tôi dự đoán là dù cái lá đơn của tư tố cáo đấy tôi không được biết và trại không thông báo, nên tôi đoán là có thể là tư ở cùng tổ giam giữ với anh Đỗ Công Đương. Anh Đỗ Công Đương là người Bắc Linh mà cũng bị kết án 8 năm và đương bị cộng sản cầm tù là hơn 4 năm.
Thì khi mà Tư hỏi tôi thăm lần trước, Tư hỏi tôi là tình hình gọi theo số điện thoại này hỏi cô Loan xem thế nào. Thế tôi gọi theo thì hóa là anh Đỗ Công Đương, mà khi mà anh Đỗ Công Đương mà đưa ra viện Cộng sản đưa ra bệnh viện thì tôi thấy người đưa tin là 10 phần là chết mất 8 rồi, thì còn 2 phần thôi. Thế 2 3 ngày sau người đó lại đưa tin là anh Đỗ Công Đương đã chết và Cộng sản không cho mang anh Đỗ Công Đương về quê mai táng, mà ra điều kiện là một là mai táng ở nghĩa địa thành phố, thứ hai là mai táng ở nghĩa địa trại tù. Thì gia đình đành phải mai táng anh Đỗ Công Đương ở nghĩa địa trại tù ở nghĩa địa thành phố. Còn tôi theo tôi đoán là có thể là Tư ở bên anh Đỗ Công Đương là trong những ngày cuối cùng của anh Đỗ Công Đương, và anh cái lý do là chết về bệnh tim. Bệnh tim không phải bây giờ với khoa học thì bệnh tim không phải là gây nên cái chết người. Nếu chạy giam mà không chữa được thì phải trả lại cho người nhà họ chữa. Đây chạy giam giam là đến 10 phần chết 8 rồi mới đưa ra viện, chắc là chết thì mới đưa ra viện. Đó là cái trả thù tàn áp của chế độ cộng sản. Và chắc là con tôi là Trịnh Bá Tư đã nghe những lời chăn chối của hấp hối của anh Đỗ Công Đương, và trong bao ngày đó thì có thể là Tư là phẫn nộ không thể chịu được thì Tư mới viết đơn là tố cáo cái trại giam là giam giữ anh Đỗ Công Đương và cái tình trạng này như thế nào đó lên trại giam là trả thù. Thưa quý thính giả, như vậy thì còn trong tháng 10 là trại giam không, nó báo tôi là không cho tôi được gặp Tư và cũng không nói đấy, nhưng mà Tư cũng không được gọi điện thoại trong tháng 10 về gia đình. Thì nhưng mà tôi vẫn trong tháng 10 tôi vẫn 2 lần tôi đến trại giam số 6. Hôm mùng 5 tháng 10 tôi đến tôi gửi đồ, nhưng mà trại không cho tôi gửi đồ vì nói là tôi đương Tư đương bị kỷ luật không được gửi đồ. Đến ngày 15 tháng 10 tôi cũng đến trại tôi hỏi thông thông tin về Tư xem có khỏe không, thì viên cai ngục đi ra chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt là bình thường. Thưa quý thính giả, là tình hình Trịnh Bá Tư là như vậy, và đến thời điểm này tôi vẫn chưa biết được là Tư đã ngừng việc thực thi nào và giờ sức khỏe ra sao. Và đến đầu tháng 11 trại giam có nói là cho tôi được gặp Tư, và đầu tháng 11 thì tôi sẽ đi thăm Tư. Thưa quý thính giả, tình hình là như vậy. Quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ông Trịnh Bá Khiêm, đó là thân phụ của người tù lương tâm là Trịnh Bá Tư, hiện đang bị đánh đập và ngược đãi ở trong trại giam của Cộng sản Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Kim Nhung sẽ trở lại với quý vị sau một vài thông tin thương mại của đài. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cu Canada. Ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow. Tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè và đủ các loại bia. Ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lý đô Sài Gòn. ABC Supermarket. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron, giống như là có 6 người đang massage cho mình từ đầu tới chân, tới bắp tay luôn. Rất là thoải mái,
rất là dễ chịu. Phải nói là tuyệt vời. Và điều mà Như Quỳnh thích nhất là vừa mà ta và chúng ta có thể ngủ luôn trên chiếc ghế. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 16.000 made in Japan là the best luxury medical chair in the world. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, certified bởi nhà tạo mẫu Ken Okuyama, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy. Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Hồng Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Nệm cứng Luxury Lamborghini Italy phủ bạc giúp cho khí huyết lưu thông điều hòa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. 20 năm warranty, giá 13.000, sale 8.299 đồng. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Xin ghé thăm các chi nhánh Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với ông Trịnh Bá Khiêm là thân phụ của người tù lương tâm Trịnh Bá Tư, hiện đang bị đánh đập một cách dã man ở trong trại giam của Cộng sản Việt Nam trong tháng 9 vừa qua. Thưa trở lại với ông, Kim Nhung cũng được biết là trong gia đình ông và một người con khác đó là anh Trịnh Bá Phương cũng đã lên tiếng đại diện cho dân oan dương nội trong cái thời gian năm 2021 cũng đã bị bắt giam. Và trên 10 năm qua thì đã có những cái đại diện tổ chức nhân quyền nào can thiệp vào những vụ việc bị giam giữ rất là phi pháp và bất chính của Cộng sản Việt Nam, cũng như là những cái vụ vừa rồi bị đánh đập vô cớ ở trong trại giam đối với Trịnh Bá Tư cũng như là những thành viên hoặc là những người tù lương tâm nói chung ở tại Việt Nam. Ông có thể trình. Thưa quý thính giả, là các tổ chức nhân quyền thì cũng chỉ có mới lên tiếng trên diễn đàn thông tin trên toàn thế giới, như là những đài báo ở nước ngoài và những người Việt ở nước ngoài mà lên tiếng rất là nhiều, và lên tiếng trên mạng xã hội nữa, trên đài, trên báo, trên mạng xã hội, trong nước họ cũng lên tiếng rất là nhiều. Nên gia đình nhà tôi cũng rất là tin tưởng và vững tâm và vững chí thêm con đường đòi lại cái quyền con người của dân Việt Nam. Còn về cái can thiệp trực tiếp vào thì tôi cũng chưa thấy một tổ chức nào can thiệp trực tiếp vào, vì cái chế độ cộng sản này nó rất là lì lợm, nó đã nói thế nào và làm thế nào nó sẽ giữ cái ý của nó đến cùng, không bao giờ có cái lùi bước trước bất kể một cái chân lý nào cả. Thưa quý thính giả là như vậy. Vâng, thưa ông, là một người đang sống ở trong cái chế độ cộng sản Việt Nam nhưng là một nạn nhân của cái việc bất công chiếm đoạt đất đai, và ông cũng như là gia đình không ngần ngại, không vì vậy mà bi quan, vẫn luôn lên tiếng về cái sự bất công của chế độ. Nhưng mà trước một cái nhà nước cộng sản chuyên quyền sẵn sàng đàn áp, bỏ tù những người chống đối, thì ông có thể chia sẻ rằng là nguyên nhân nào đã giữ cho ông được nhiều những cái nghị lực, luôn mạnh dạn tranh đấu? Ông có thể chia sẻ đôi lời tới đồng bào trong và ngoài nước để mà chúng ta có thể gióng lên cái tiếng nói cho những người đang bị bách hại bởi chế độ hà khắc ở trong nước. Kính mời. Thưa quý thính giả, là gia đình nhà tôi thì thấy cái chế độ cộng sản này nó tàn ác, lưu manh, dã man hơn mọi chế độ đó, hơn mọi các cái chế độ trước đây, như là chúng cướp bóc của dân, như đất ở quê tôi là đất canh tác toàn bộ bị cộng sản cướp hết, chúng cướp, chúng trả có 200.000 một mét vuông, chúng bán 60-70 triệu, bây giờ là 100 triệu một mét vuông, chúng kiếm là, tôi đã tố cáo là chúng kiếm hiện tại dương đất ở dương nội chúng tôi là chúng kiếm là 10 tỷ đô la trong cái lợi nhuận đó. Và chúng dã man rồi chúng bắt luôn những người là nạn nhân bị chúng cướp bóc để chúng bỏ tù. Và chúng còn bịa ra những cái tội cho những người khác, như là đặc biệt là như dân Đồng Tâm đấy. Không phải dân Đồng Tâm đốt chết 3 viên công an, mà chúng bịa ra mọi khi mà
Mọi các cái vụ án thường là có thực nghiệm, nhưng mà riêng vụ Đồng Tâm cũng không dám thực nghiệm. Mà nói ba chết ba công an, nhưng mà chả ai nhìn thấy xác ba tên công an đó chết ở đâu và xác nó như thế nào. Mà chúng bịa ra là con ông cụ Lô Lê Đình Kình là bưng từng chậu xăng mấy lần đổ vào, thì bịa một cách vô lý. Dân tôi ở đây là có một người đi đốt rác mà múc mà đổ một ít xăng vào, xong lửa nó bật trở lại, nó bị bỏng bao nhiêu là chỗ. Thế mà chúng bịa ra như vậy, chúng đàn áp rồi giết người dân Đồng Tâm, rồi bắt bỏ tù dã man. Vì cái dã man của bọn cộng sản đấy, chúng đã bắt hết cả ba người nhà tôi, thì người nhà tôi càng vững chí, càng kiên cường đấu tranh với bọn cộng sản. Tôi đã đi gặp ba người trong tù, không ai làm chí với bọn cộng sản hết, và tôi ở ngoài càng thấy cộng sản dã man đàn áp, tôi càng càng vững chí kiên quyết đấu tranh với bọn cộng sản, không bao giờ tôi lùi bước. Dù gia đình nhà tôi xảy ra cái vấn đề gì, gia đình tôi cũng không sợ. Xin thưa quý vị rằng như vậy. Vâng, thời gian đã không còn cho nên là Kim Nhung sẽ mong để có thể mời ông lại trong một buổi nói chuyện kế tiếp để chúng ta có thể để cập nhật cái tình hình của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, và cũng mong là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc cũng chung tay để giúp đỡ để mà quan tâm tới những người tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ trong trại giam của Cộng sản Việt Nam. Rất là cảm ơn ông và mời ông gửi lời chào đến khán giả trước khi chúng ta chấm dứt chương trình. Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và tôi cũng xin cảm ơn đài FPTN đã đưa thông tin cái nhân quyền của Việt Nam nói chung và của gia đình nhà tôi lên các phương tiện truyền thông ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn ông và cũng xin chúc cho ông sức khỏe và nhiều nghị lực ý chí trong cái cuộc tranh đấu về nhân quyền của người nông dân Việt Nam. Kim Nhung cũng xin cảm ơn những khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ông Trịnh Bá Khiêm về vấn đề của tình trạng của người tù lương tâm Trịnh Bá Tư. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba và thứ năm tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Chợ lý tưởng của người Việt Nam, nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam, thịt cá rau cải đủ loại trái cây, amazingly fresh, wow, tươi quá, quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè và đủ các loại bia, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam, ngay trung tâm lý đô Sài Gòn, ABC Supermarket. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron, giống như là có 6 người đang mặt xa cho mình từ đầu tới chân tới bắp tay luôn, rất là thoải mái, rất là dễ chịu và nói là tuyệt vời. Và điều mà Như Quỳnh thích nhất là vừa mặt xa và chúng ta có thể ngủ luôn trên chiếc ghế. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 16.000 made in Japan, là the best luxury medical chair in the world. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, certified bởi nhà tạo mẫu Ken Okuyama, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy. Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Hồng Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Nệm cứng Luxury Lamborghini Italy phủ bạc giúp cho khí huyết lưu thông điều hòa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. 20 năm warranty, giá 13.000, sale 8.299 đồng. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Xin ghé thăm các chi nhánh Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com.